Đây mọi người có thể thử leo lên cái cà kheo này mọi người. Bây giờ chúng ta thử là như thế nào. Đây bà con đang thử cái cà kheo này mọi người nhé. Chà, có mũ đẹp ha. Rồi, mình lên, còn mình lên. Đây là đường Diệu Anh Cà Kheo. Đường này là đường Hai Bà Trưng mọi người nhé. Còn đang đi qua đường Hai Bà Trưng. Khán giả đang đi xem điều hành cà kheo mọi người nhé. Đoàn điều hành cà kheo không biết là còn cái nội dung nào khác không?